xong rồi khóc cảm ơn á. Hai trái. Ai dùng nội công của ta. Băng chủ. Lửa công. Mồ hôi xuất ra. Sao ta làm cái con xuất mồ hôi mà ta xuất mồ hôi? Hay gì kỳ vậy? Hay gì vậy? Lương y gì kỳ vậy? Chữa bệnh làm xuất mồ hôi mà lương y xuất mồ hôi. À, tại vì ta đã dùng quá nhiều chỗ không. Ủa sao bệnh nhân đâu có làm cái gì đâu mà từ thuốc có dùng gió cầm vô. Tại vì bệnh nhân này là bệnh nan y. Nan y rồi. Là theo lương y chữa bao lâu mới hết? Chắc là ngầm tăng chừng ba mấy hai mấy tuổi đấy. Chết rồi. Bây giờ lương y nhiêu tuổi? Tầm 10 tuổi. Vậy thêm nhiêu năm nữa? À, có 20 năm nữa. Chết rồi. Rồi biết bệnh nhân có còn sống tới thời điểm đó không lương y? Còn đấy. Còn đấy hả? Bệnh nhân lúc đó mới có 50 tuổi rồi. Tại để tìm thuốc. Tìm thuốc gì vậy bác sĩ? Tất nhiên là thuốc trị bệnh. Là lương y hình nghề đấy. Nhưng mà chị gì? Dạ, ta chỉ bệnh của ngươi. Mà mua bệnh gì cho ta? Để ta bấm mạch. Ta chỉ chữa thôi. Trời ơi, chữa sao mình nhột quá. Hắn đã bị bệnh. Bởi bệnh. Lần này muốn xì khí quá. Lần này... Ta muốn xì khí. Ư quyết. Gì dữ dằn vậy? Và sẽ đẩy.